Trong một vlog trên kênh YouTube riêng của mình mới đây, Phương Mỹ Chi đã giải đáp tất cả những thắc mắc về đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm đôi lứa, bao gồm cả tình yêu đồng giới. Trên kênh YouTube của mình, Phương Mỹ Chi mới đây đăng vlog có tựa đề Q&A, những điều chưa biết về Chi. Trong clip, nữ ca sĩ đã giải đáp tất cả những câu hỏi của mọi người về mình. Nổi bật trong số đó là những quan điểm về đời tư, tình cảm từ giọng ca 18 tuổi. Xác nhận độc thân, Phương Mỹ Chi cũng tiết lộ, gu chọn bạn trai cụ thể trước một câu hỏi. Một ly trà sữa Big Size với một anh trai đẹp như Hàn thì Chi chọn gì? Nữ ca sĩ cười lớn, chọn ly trà sữa. Nói về quyết định của mình, Phương Mỹ Chi cho biết, vì gu của Chi không phải Hàn Quốc, gu của Chi là kiểu da ngăm, rám nắng, cứng cỏi đó. Cũng trong chia sẻ, nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm về tình yêu đồng giới. Cụ thể, một độc giả đưa ra câu hỏi, chị Chi nghĩ gì về LGBT? Nếu có người yêu là LGBT sẽ như thế nào? Chị có quan trọng về việc yêu đồng giới không? Trước loạt câu hỏi về LGBT, Phương Mỹ Chi cho biết, tình yêu không quan trọng giới tính hay giàu nghèo, chỉ miễn sao mình thấy hợp nhau là được. Sau này, Chi có người yêu đồng giới hay không thì Chi không biết. Nhưng thật sự, Chi rất cởi mở trong vấn đề đó. LGBT bây giờ, Chi thấy có rất nhiều người tài, mà cho dù họ không tài đi nữa, thì vẫn là những con người bình đẳng với nhau. Vậy tại sao chúng ta phải phân biệt là LGBT hay nam với nữ đúng không mọi người? Hồi đó, chúng ta đã có chuyện trọng nam khinh nữ, giờ có LGBT nữa, thì Chi không muốn lặp lại vấn đề phân biệt đối xử như vậy. Phương Mỹ Chi là giọng ca sinh năm 2003, nổi danh từ khi đoạt giải Á quân, giọng hát Việt nhí, mùa hứa nhất. Sau cuộc thi, cô được ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi, giọng ca quê em mùa nước lũ, xuất hiện nhiều ở các sân khấu trong và ngoài nước. Sau 8 năm đi hát, cuộc sống của Phương Mỹ Chi và gia đình được cải thiện đáng kể. Không chỉ bản thân có cuộc sống sung túc, giọng ca 18 tuổi còn chu toàn từ vật chất đến tinh thần cho bố mẹ.